Chào các bạn nha. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món cơm chiên hải sản tại nhà. Cơm chiên hải sản làm tại nhà rất là dễ. Chiên cái hạt cơm thì nó khô các bạn, nó khô nó ăn rất là ngon. Và nếu mà các bạn muốn ăn nó đậm đà hơn á thì mình có thể chan thêm một ít nước tương. Đó, các bạn nhìn thấy dĩa cơm chiên hải sản của mình có hấp dẫn không? Ok, thì nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm món cơm chiên hải sản này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái cơm chiên hải sản á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là cơm. Thì cơm thì các bạn có thể là nấu của ngày hôm trước rồi để ngày hôm sau mình làm thì cơm nguội các bạn. Thì mình chiên thì nó sẽ ngon hơn tại vì nó khô. Khi mà các bạn hoặc là các bạn nếu mà các bạn nấu cơm mới á, thì các bạn cũng phải nấu cho ít nước hơn một chút xíu để cho cơm nó khô hơn thì mình chiên nó sẽ ngon, nó không có bị nhão. Ngoài ra thì hải sản thì các bạn có thể dùng tôm nè, mực nè, hoặc là cua hoặc là cá đều được hết ha. Ở đây mình có mực và tôm. Ngoài ra để cho cơm mình nó có cái màu đẹp á thì các bạn dùng cho mình hai cái trứng gà, một chút xíu hành tây, khoảng 1/4 củ hành tây thôi, tại vì củ này nó cũng to nè, dùng khoảng 1/4, khoảng 3 tép tỏi và 2 củ hành tím, ít tép tỏi hành tím cho nó thơm, cà rốt rồi dưa leo mình ăn kèm. Gia vị để làm cái cơm chiên hải sản thì cũng có là muối, đường, hạt nêm thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà các bạn cũng chuẩn bị cho mình thêm một ít cái hạt màu đều này để chút để mình xào cái hải sản á các bạn, cho nó có cái màu đẹp nha. Còn không có cũng không sao, nếu mà có thì nhìn cái hải sản nó sẽ bắt mắt hơn. Về cái phần mực và tôm này nè thì mình đã làm sạch rồi, bây giờ mình cắt nó ra. Các bạn cắt hạt lựu á, xong rồi chút nữa mình sẽ đi tẩm ướp nó. Mực thì mình thấy là thông thường người ta sẽ có hai cái cách làm. Một á là người ta cắt hạt lựu luôn, còn hai á là mình cắt theo dạng miếng á các bạn, rồi mình khứa giống như là mình xào sa tế vậy đó. Thì tùy các bạn ha. Đó, ví dụ như mình cắt nó thành những cái thanh như thế này, sau đó mình cắt hạt lựu. Còn nếu như bạn nào không thích cắt hạt lựu thì các bạn có thể là khứa thành những cái đường như thế này. Chút nữa mình xào thì nó sẽ xoăn lại các bạn, nhìn rất là đẹp. Đó, ok ha, một cái miếng như thế này. Rồi, hải sản sau khi mà mình đã sơ chế xong rồi đó, mình cắt ra xong rồi. Bây giờ mình ướp vào đây một chút xíu gia vị để cho nó đậm đà. Hạt nêm ha, cho khoảng nửa thìa cà phê. Một chút xíu tiêu. Nước mắm thì mình sẽ cho là một muỗng canh nước mắm ha các bạn. Có một chút xíu nước mắm vào thì cái hải sản mình khi mà mình xào cơm hay mình chiên cơm á, nó sẽ thơm hơn, nó dậy cái mùi hơn. Rồi, một chút xíu muối, khoảng 1/2 thìa cà phê. Một chút xíu đường. Cuối cùng là tương ớt. Tương ớt thì các bạn cho mình là một muỗng canh tương ớt nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần hải sản này lên rồi mình ướp nó khoảng 15 phút. Thông thường á, những cái món cơm chiên này nè, người ta sẽ làm thêm một cái chén nước tương. Để ví dụ như mà ai mà ăn lạc á, thì người ta ăn luôn. Còn ai mà ăn mặn thì người ta sẽ chan cái nước tương nó lên. Nên là các bạn xào đừng có xào cho nó mặn quá nha. Qua em nói em cũng thương anh. Cái sao không thương? Sáng giờ không không cái nào hết mà kêu thương. Gió vậy. Về cái hành tây thì mình dùng khoảng 1/2 hoặc là 1/3 củ ha các bạn ha, 1/4 cũng được để mình xào chút cho nó thơm. Cà rốt thì mình cắt hạt lựu luôn. Cơm chiên hải sản thông thường người ta sẽ chiên thêm với lại đậu cho nó bùi bùi ăn nó ngon. Hồi nãy mình giới thiệu với các bạn thiếu một cái nguyên liệu, đây chính là cái cơm. Cái cơm này thì nó cũng giống như cái cơm mình chiên thôi, nhưng mà mình sẽ sấy. Các bạn có thể là để lên một cái vài cái cục than á, mình sấy nó, hoặc là mình cho vào trong lò nướng mình sấy cũng được, hoặc là mình phơi khô, phơi khoảng chừng 2 nắng á các bạn, là nó khô rang như thế này. Mục đích mình làm cái cơm này nè, chút nữa mình sẽ chiên thì nó sẽ giòn, nó xốp lên.
khi mà mình ăn chung với lại cái cơm chiên á, nó sẽ rất là ngon ha. Nó có những cái hạt cơm nó như cớm á các bạn, nó giòn xốp xốp rất là ngon. Và điều kiện để làm được cái cơm giòn đó thì mình phải cái cơm này nó phải khô. Nếu mà cái cơm này mà nó ướt á thì mình làm không được nha, phải khô như thế này, khô khô rang luôn á ha. Thì chút nữa mình sẽ chiên. Đây, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chiên cơm trước ha các bạn ha, chiên cái cơm khô á để mình làm cái cơm giòn. Ví dụ như mình chiên một lần, các bạn có thể chiên nhiều cũng được, rồi các bạn cho vào trong những cái hũ thủy tinh, mình đậy kín lại. Rồi khi nào ăn thì mình lấy ra một ít mình trộn với lại cái cơm mà mình chiên mới đó để mình ăn. Cái này thì các bạn có thể để được rất là lâu, nhưng mà phải đậy kín nha các bạn. Đậy không kín là không khí nó vào thì cái cơm mình nó sẽ bị mềm. Mình cho vào đây khoảng một thìa cà phê cái hạt màu điều ha các bạn. Để mình khử cái dầu ăn nè, cho nó ra cái màu. Rồi khi mà cái hạt điều mình nó ra màu á các bạn, mình vớt cái hạt điều bỏ đi, mình sẽ phi hành tỏi. Khi mà hành tỏi nó vàng nó thơm lên rồi, mình sẽ cho cà rốt vào. Mình xào cà rốt trước. Nếu như mà trong quá trình xào mà nó có ra nước nhiều quá thì một chút nữa mình sẽ vớt cái nước đó, mình để riêng ra mình bỏ đi. Nước nhiều nó sẽ làm cho cái cơm mình nó bị nhão nha các bạn. Rồi, cho cà rốt vào. Tại vì cà rốt nó lâu mềm á, nó lâu chín á, mình xào trước. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho hành tây ha, hành tây và hải sản cho vào cùng lúc luôn. Hôm nay gió nhiều á nên mình làm nó hơi khó một chút. Cái lửa nó cứ lúc tắt à. Ở nhà các bạn làm bếp ga thì các bạn cứ việc xào với cái lửa lớn ha, xào lửa lớn cho cái hải sản nó nhanh chín lại, nó săn lại thì nó sẽ không có ra nước nhiều. Còn các bạn mà để lửa nhỏ như hoặc là như mình làm bếp than mà lửa nó tắt á thì nó sẽ ra nước. Chút nữa mất công mình phải chắc cái nước đó mình bỏ đi đó. Khi mà mình cho cái hạt điều màu vào thì các bạn thấy cái hải sản mình nè, nó sẽ có cái màu vàng đẹp ha. Còn không có thì cũng không sao, thì nó sẽ ra cái màu nó hơi trắng trắng một chút đó. Các bạn thấy không, khi mà mình cái lửa mình nó không có tốt, có lửa mình không lớn thì nó sẽ có cái nước này nè đó, nó sẽ làm cho cái cơm chiên mình nó bị nhão. Rồi bây giờ về cái cơm á, thì trước khi mà mình chiên thì mình phải để cho nó thật là nguội nha. Mình nhắc lại nha các bạn, để cho nó thật là nguội và nó hơi khô thì mình chiên nó mới ngon. Bây giờ các bạn sẽ đập mình cho mình vào đây là hai cái quả trứng gà. Có hai cách, một là các bạn chiên cái trứng gà riêng kiểu như mình xào chung với lại cơm á, còn hai là mình đập chung vào đây thì cái hạt cơm mình ăn thì nó sẽ béo hơn. Còn cái cách kia thì mình ăn mình sẽ cảm nhận được cái trứng. Còn khi mà các bạn đã trộn chung nó lại với nhau rồi á thì mình sẽ không thấy cái trứng nữa. Tại vì lúc này là cái cơm và cái trứng á nó đã hòa quyện lại với nhau rồi. Trường hợp mà các bạn muốn cái cơm mình mà nó vàng nhiều á thì các bạn sẽ cho hai cái lòng đỏ và một cái lòng trắng nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần cơm này lên. Thường ở quán thì người ta sẽ không có cho trứng như thế này, mà người ta dùng cái hạt điều màu hoặc là một chút xíu bột nghệ để cho cái cơm nó vàng. Chứ còn cho trứng gà vào trong cơm như thế này chiên thì cái giá nó sẽ cao hơn, người ta bán không có lời. Ở nhà mình làm thì mình sẽ cho trứng vào trong cơm như thế này ha các bạn, ăn cho nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào trong cái cơm này luôn ha các bạn ha. Đây, mình sẽ cho vào đây một chút xíu hạt nêm. Tại vì khi mà các bạn chiên á thì nhiều khi là cái gia vị nó sẽ không có tan được, do cái cơm mình nó bị khô á các bạn, nó sẽ không có tan được, nên là mình trộn trong cái lúc mà nó có trứng như thế này á thì sẽ giúp cho cái gia vị nó thấm đều vào trong cái hạt cơm mình ăn, cái cơm nó đậm đà hơn. Đây, mình cho vào đây một xíu muối, khoảng 1/3 thìa cà phê muối. Cho thêm xíu tiêu nữa ha, vài hộp thôi cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần cơm và trứng này lên. Trộn đều lên xong thì mình đem đi chiên thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cơm vào trong chảo mình chiên. Mình sẽ chiên cho cái hạt cơm nó hơi ráo các bạn, rồi mình cho cái phần hải sản vào.
Khi mà chiên cơm á, các bạn chịu khó là mình đảo ha, đảo liên tục như thế này nè để cho hạt cơm nó tơi ra, nó tơi và nó khô. Thường mà các bạn làm những món cơm chiên mà các bạn thất bại là do các bạn dùng thứ nhất là gạo dẻo, và cái thứ hai nữa là mình nấu nó nhiều nước á. Thì khi mà mình chiên cộng thêm với những cái ví dụ như là dầu nè, rồi cái nước ở trong hải sản, trong đồ la ghim nó ra đó, nó sẽ làm cái cơm mình nó bị nhão. Để mà làm cơm chiên ngon thì các bạn mua gạo khô, gạo mà kiểu như cơm tấm á, thì nó sẽ hơi khô, chiên lên thì nó ngon hơn. Rồi khi mà cái hạt cơm các bạn chiên mà nó ráo rồi đó, nó khô quá các bạn, thì lúc này mình cho cái hải sản. Đây nè các bạn thấy nè, lúc này cái hạt cơm nó khô rồi đó, mình cho hải sản vào ha. Tôm mực nè, hành tây, cà rốt. Nếu mà các bạn nào muốn xào đậu á, thì các bạn luộc đậu trước, ví dụ như là đậu bo đó, mình luộc trước cho nó mềm đi rồi mình xào chung với lại hải sản luôn nha. Tại nãy cái lửa than nó yếu quá các bạn, nên là mình cái tô nó xào nó ra nước nè, nên là mình không có cho hết vào, mình cho từ từ. Đó, các bạn thấy không, cơm chiên hải sản. Cái này mà ví dụ như nhà các bạn có đám tiệc sinh nhật hay gì đó thì mình cũng có thể làm những cái món này, hoặc là mình ăn sáng, ăn trưa cũng ngon. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho cái cơm giòn ha. Cơm giòn thì các bạn chiên xong mình để ráo dầu, mình cho vào, trộn đều lên. Rồi khi cái hạt cơm mình bắt đầu nó ráo trở lại rồi đó, thì bây giờ lúc này mình cho hành lá vào, xíu hành lá cho nó thơm ha. Thông thường khi mà các bạn ăn cơm chiên ở ngoài quán á, thì người ta sẽ chiên cho nó khô đến mức mà cái hạt cơm nó sẽ nhảy tưng 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 á các bạn. Thì khi đó là cái hạt cơm nó nhẹ và nó khô. Nhưng mà ở nhà mình chiên thì mình không chiên đến cái mức đó, nó quá khô à. Chiên nó cũng vừa phải rồi ha. Miễn là cái hạt cơm các bạn thấy nè, nó tơi rời và nó ráo là được nha. Ok, bây giờ mình chuẩn bị là múc ra dĩa. Rồi, xong rồi, bây giờ mình sẽ múc cơm cho vào dĩa thôi. Nó còn nước tương thì đơn giản thôi ha, mình cắt vào đây thêm vài cái khoanh ớt nữa nè cho nó cay cay là có thể ăn được. Ok, thì hy vọng là qua cái video này, Cường Cúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách làm món cơm chiên hải sản tại nhà. Hy vọng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.